Mới đây chia sẻ trên một nhóm về trường học, hình ảnh một nữ sinh bị mắc kẹt ở lỗ hổng phía sau ghế đá khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Bởi thực tế làm sao với cái lỗ nhỏ dài vậy mà nữ sinh đó có thể lọt cả nửa người lên được, để sau đó lại bị mắc kẹt dù đã nỗ lực chui ra theo hướng ban đầu. Bỏ qua việc mày mò nguyên nhân bạn gái này chui vào được cái lỗ nhỏ nhắn xíu đó, nhiều bạn học của nữ sinh đã khá sợ hãi trước tình huống dở khóc dở mỉm cười của bạn mình. Có lẽ do cơ thể khá to con nên nữ sinh này không thể chui ra được, việc phải quỳ gối xuống nền trong vài giờ càng khiến nhiều người thấy yêu thương hơn là trách cứ cho hành động dở người dột của nữ sinh này. Được biết, ngay khi nhận thông báo về sự việc, các thầy cô giáo đã phải vào cuộc giải cứu giãn cho bạn nữ mắc kẹt. May mắn thay sau đó nữ sinh cũng bình an chui ra được. Nữ sinh bị kẹt phía sau lỗ hổng của ghế đá ảnh, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Sau khi chia sẻ ít giờ, bức ảnh chiếm được hàng nghìn like từ cư dân mạng. Phía dưới bức ảnh rất nhiều bình luận rôm rã, nhất là các bạn học sinh cũng không ngần quản góp vui khi để lại nhiều ý kiến hài hước bởi sự việc khó hiểu của nữ sinh. Ông bà ta có câu đầu xuôi đuôi lọt, nhưng ở trường hợp này có vẻ không khả quan cho lắm. Chắc do dòng 1 với dòng 3 nên không lọt được. Theo quản nghiệm con gà và quả trứng thì tôi dự đoán cô nhỏ nhắn này có trước. Ai giảng nghĩa hộ tao, chuyện gì đang xảy ra không, đúng khó hiểu thiệt mà. Trời, chịu nổi không, học sinh giờ có những trò mắc mỉm cười thật đấy. Tụi mày cứ chê tao lép đi, trong trường hợp này lép hoàn toàn hữu dụng nhé. Ngày xưa xem được màn ảo thuật cắt đôi người ra mà vẫn ghép lại được. Không biết ông làm ảo thuật ấy còn sống không, bảo ông ấy làm một lần nữa để cứu vãn cả người lẫn ghế nhé. Dù không biết các thầy cô đã giải cứu vãn nữ sinh này như thế nào nhưng chắc chắn sau lần này cô nàng sẽ chẳng bao giờ dám nghịch dở người như vậy nữa.